Em xin chào tất cả cô chú anh chị yêu hoa lan toàn quốc nhá. Hôm nay nhà vườn em lại lên rất là nhiều những mặt hàng có tại vườn nhà em cho bác sưu tầm. Đầu tiên em lên đây là một cái giò, một chậu coki nhá bác nhá. Coki. Nói chung là chậu này thì lá cực dày luôn và rất là to. Cây bắt đầu đã lên lá rất đẹp rồi như này. Và cây ăn nắng hầu như là trực tiếp luôn lá. Nói chung cây vàng ươm. Đấy, rất đẹp luôn như này. Mã số D86 có giá là 200.000 đồng. D86 200.000 đồng. Coki nha bác nhá, coki chậu một cây. Cây cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp theo lên một cái giò nhạn 4L như này. Đấy, giò này gồm có hai cây. Hai cây. 4L, mã số D85 có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng nhạn 4L như này, hai cây nha bác nhá, hai cây. 300 cực đẹp luôn ạ. Đấy. Mã số D85 300.000. Tiếp đến em lên một cái giò 5 cánh trắng HO hiển oanh như này các bác nhá. Đây cây đang có nụ đây. Đấy, nụ đây. Nụ đây nha các bác nhá. Đấy, và mầm gốc đang lên được có được 1 này, 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái mầm gốc nha các bác nhá. Giò này khoảng 8 mầm gốc rất đẹp như này. Mã số D84 350.000. Rất rẻ luôn ạ. 350.000. Mã số D84 350.000 5 cánh trắng HO. Tiếp theo lên một cái giò quế trắng tháng 8 như này. Giò này gồm có hai cây nhé các bác nhá, hai cây. Đấy, hai cây xếp rụt như này và mỗi cây đều được một nụ, một cành hoa như này các bác nhá. Mã số D20, giò này có giá là 250.000 đồng. 250.000. Mã số D20 250.000, quế trắng tháng 8, hai nụ. Giò tiếp theo lên đó là một cái chậu Denso hoa tím đậm như này các bác nhá. C89 có giá là 200.000 đồng. C89 200.000 đồng. Các bác nhìn rất là nhiều mầm nha các bác nhé. Đấy, mầm gốc cực nhiều luôn, đang mở ngọn nhiều mầm như này. Đấy, mười mấy cái mầm gốc như này. 200.000 đồng mã số C89. Giò tiếp theo mã số D99, D99 đây một giò kiều vàng nhá, kiều vàng. Giò này có giá là 200.000 đồng. Thuần trên một cái đĩa lớn như này, 200.000 đồng. Mã số C99 200.000 kiều vàng ạ. Rồi, rất là đẹp luôn, thân lá cực nhiều nha các bác nhá. 200.000 đồng mã số D99. Tiếp đến lên một chậu vạch đỏ. Vạch đỏ đang nụ nha các bác nhá. Trồng thuần trên một cái đĩa lớn như này. Mã số D63, giò này có giá là 250.000. 250.000 đang có nụ ạ. Nụ nhiều nha các bác nhá, nụ rất nhiều đấy. Đấy. Trên này cũng nụ rồi các bác nhá. Cái dòng này cứ còn mắt là sẽ còn ra hoa. Thế nên là các bác về những cái thân già nó còn mắt đừng có cắt đi, cứ để nguyên thì nó vẫn ra hoa bình thường nhé. Mã số D63 250.000 đồng. Tiếp đến em lên một giò cáo. Cáo Lai Châu phân nhánh nha các bác nhé. Đấy, cây ngọn mở rất đẹp đây. Cái cần hoa phân nhánh của nó năm nay đây. Đấy, phân 3 nhánh như này. Mã số D64 có giá 600.000 đồng. 600.000 đồng cáo phân nhánh trồng thuần trên một cái chậu sành như này, chậu sành phi 20. D64 600.000 đồng cáo phân nhánh. Tiếp đến là một cái giò kiều tím siêu nhiều mầm gốc như này, quá nhiều mầm gốc luôn. Mã số D62 có giá là 350.000 nhé, 350.000, thân lá cực nhiều luôn ạ. Đấy, cây rất đẹp luôn, mướt mát như thế này, toàn thân tơ đây. 350.000 đồng mã số D62. Một giò trầm cổ. Chậu trầm cổ này phải đến hơn 20 cái mầm gốc nhá, hơn 20 mầm gốc như này. Cực nhiều như này. Mã số D51 300.000 đồng. D51 300.000 đồng. Trầm cổ nha các bác nhá, trầm cổ 300, mã số D51. Tiếp theo lên một giò hải yến như này. Hải yến. Mã số C66. Cực nhiều nhá, thuần năm thứ tư rồi. Thuần sang năm thứ tư rồi, hải yến. Mã số C66 có giá là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng mã số C66. Giò rất to nhá các bác nhá. C66 1 triệu đồng hải yến. Tiếp theo lên một giò trầm rồng đỏ.
Giò này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 thân. Được 10 thân như này, thân dài nhất là được hơn 40 rồi, còn đâu là nó dài hơn 20 hết rồi các bác nhé. Đấy, rất dài, 20, 30 hết rồi. Mã số D81 có giá là 300.000 đồng, D81 300.000 đồng, cây cực đẹp luôn nha các bác nhé. Cực kỳ đẹp như này, D81 300.000 đồng. Giò kiều vuông, kiều vuông mã số B99, chậu này có giá là 200.000 đồng, 200.000 đồng, kiều vuông B99, toàn thân tơ luôn ạ. B99 200.000 đồng, kiều vuông. Tiếp theo lên một chậu tiểu kim long như này, hoàng thảo tiểu kim long, cây lá phát tài cực đẹp luôn nhé. Đấy, nguyên một rề. Mã số D36 có giá là 350.000. D36 350.000. Cây 5 cánh của nó màu trắng tinh và họng của nó màu đỏ cực đẹp luôn nhé các bác nhá. D36 350.000. Hoàng thảo tiểu kim long. Mã số D46, đây là một chậu cáo. Chậu cáo mã D46 ơi. 400.000 đồng. Chậu này gồm có 9 cây. 9 cây 400.000 đồng, toàn cây xếp đẹp nha các bác nhá. Đấy, toàn cây xếp đẹp. Về các bác không thích chậu nhựa là các bác có thể là nhổ ra, lách từ từ thôi, dễ bên trong rất là nhiều. Về các bác trồng vào chậu khác. Mã D46 400.000 đồng. Giò này về các bác trồng ra 2-3 chậu chuyện bình thường nha các bác nhá. Tiếp đến một giò sơn thủy tiên mã số D08. D08 giò này có giá là 280.000 đồng nhá. D08 280.000 đồng. Toàn thân tơ luôn ạ. 280.000. Tiếp theo mã số D29 sơn thủy tiên. Cũng vẫn là sơn thủy tiên nhưng trồng trên cục gỗ lũa như này. Đấy, thân tơ cực nhiều như này các bác nhá. Rất nhiều thân tơ luôn, mỗi rễ ít nhất nó đẻ ra một thân tơ nhiều như thế này, chi chít này. 500.000 đồng, mã số D29. Đấy, một giò to như này có 500.000 này. Mã số D29 500.000 đồng sơn thủy tiên. Tiếp đến là một giò kiều vuông lộc bắc như này. Kiều vuông lộc bắc thân thì tay ngón tay cái không ăn thua gì mà nói các bác nhá. Mã số D44, giò này có giá là 1.050.000 đồng. 1.050.000, thân nó toàn thân dài. Đấy, 40 nha các bác nhá. Dòng hoa lở tết. D44 1.100.000 đồng. Mấy cái thằng kiều vuông làm hoa rất dễ, các bác thích lở vào tháng nào nó lở vào tháng đấy. D44 1.100.000 đồng. D45, D45, đây là một giò hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì hoa của nó cực thơm luôn các bác nhé. Hoa màu trắng hồng, phớt hồng, hoa rất là thơm ạ. Lưỡi cực to. D45 200.000 đồng. D45 200.000 đồng hoàng thảo vôi. Rất nhiều mầm đây. Đấy, mầm của nó dài, cái dài được cả 40cm rồi các bác nhé. Rất dài rồi ạ. D45 200.000 đồng. Tiếp đến em lên một cái giò kim điệp xuân. Kim điệp xuân mầm gốc nó phải gọi là cực kỳ nhiều luôn đấy các bác nhé. Siêu nhiều mầm gốc như này. Đấy, siêu nhiều mầm gốc. Cây thuần rất đẹp rồi, dễ chi chít chi chít rồi. Rất nhiều mầm gốc. Đấy, giò này có giá là 200.000 đồng. Mã số C81. C81 200.000 đồng. Đây là giò kim điệp xuân. Giò tiếp theo ông lên đó là một cái chậu lan chun. Đấy, mệnh danh là nước hoa của Pháp đây. Mã số D31 200.000 đồng. Hoa cực kỳ thơm các bác nhé. Hoa cực kỳ thơm. 200.000 đồng mã số D31. Giò long tu xuân mã số A71. A71 giò này có giá là 200.000 đồng. Rất nhiều mầm đây. Thân nó dài được 40cm rồi. Đấy, thân dài cả 50cm rồi. Rất dài như này. 200.000 đồng mã số A71 long tu xuân. Chậu hoàng phi hạc mã số D74. D74 hoàng phi hạc. Chậu to như này các bác nhá, rất nhiều thân như này. Có giá là 300.000 đồng. 300.000 đồng, cây vẫn mở lá đi mầm đây. Thân dài nhất đã được 24 hơn 60cm rồi mà cây vẫn có mở ngọn ở mầm như này. Đấy, cuối năm nó phải được hơn mét nha các bác nhá.
có những cái giò trước em đã bán, em bán nó phải được gần 1 mét cái thằng thân hoa rồi, nên cái chậu này nó lên thân 1 mét lên 1m2 1m3 là chuyện bình thường thôi. Mã số D74 300.000 đồng, vàng phi hạt. Mã số D82 môi tua 200.000 đồng, một giò cực kỳ to như này, rất nhiều thân như này các bác nhé, 200.000 đồng luôn. Mã số D82 200.000 đồng. D82 một chậu bạch nhạn trồng thuần trên một chậu một củ gỗ và đút vào trong chậu như này, 350.000. Mã số D83 350.000 bạch nhạn nha các bác nhé, bạch nhạn. Tiếp theo là một chậu da báo gồm 1 2 3 4 5 6 7 cây, mã số D23 200.000. D23 200.000. Da báo D23 200. Giò mạc xuân. Mạc xuân nha các bác nhá, hoa nở vào mùa xuân, hoa nở Tết đấy, mã số D52 có giá 200.000 đồng. 200.000 đồng mạc xuân, mã số D52. Giò tùm mầm như này, cây cực đẹp như này. Đấy. D52 200.000 đồng. Tiếp đến là một giò bạch ngọc nuôi công. Mã số C97 250.000. 250.000 mã số C97 bạch ngọc nuôi công. C97 250.000. Giò kiều vuông siêu tím. Kiều vuông siêu tím như này. Đấy, giò này cực đẹp luôn. Mã số A31 600.000. 600.000 đồng nha các bác nhá. Kiều vuông siêu tím. Cục gỗ dài được 24-60 cm, rất nhiều thân như này. 600.000 đồng nhá. Mã số A31 kiều vuông siêu tím. Giò kiều dẹt. Mã số D80 300.000 đồng ạ. Mầm non đang lên rất đẹp đây, nó lên mơn mởn như này. Đấy. 300.000 đồng mã số D80. Giò kiều vàng. Kiều vàng trồng thuần trên một cục dớn dài được gần 40 cm như này. 40 cm. Mã số D69 400.000 đồng, siêu to khổng lồ luôn các bác nhá, siêu nhiều mầm luôn. Đấy. Toàn thân lá luôn. 400.000 đồng mã số D69. Tiếp đến một giò trúc ngọc mã số D70, D70 trúc ngọc. Này phải đến tầm khoảng 40 hơn 40 cái mầm gốc là cái chắc chắn nha các bác nhá. Quá nhiều mầm gốc luôn như này và hoa rất là thơm, hoa màu trắng rất thơm ạ. D70 200.000 đồng trúc ngọc. 200.000 đồng mã số D70. Giò đơn cam, đơn cam toàn cây VIP như này các bác nhá, toàn cây dài. Mã số D57 còn lại có giá là 380.000 đồng, 380.000. Thân dài của nó phải lên đến 70 cm. Đấy. Đấy, thân dài, những cái thân dài của nó đây. D57 380.000. Các bác cũng biết rồi, cái thằng đơn cam này những cái thân dài này rất là hiếm, không có mấy đâu. Giò cuối cùng nó lên là một giò chậu đùi gà tròn mã số D49. D49 chậu này cũng rất nhiều thân tơ, toàn thân hoa luôn các bác nhé. D49 giò này có giá là 300.000 đồng, 300.000 đồng đùi gà tròn D49. Ôi, anh chị em ai có nhu cầu mua hàng thì liên hệ trực tiếp em với số điện thoại là 0969 444 668. Số điện thoại của em đã kết nối Zalo. Rồi em xin chào tất cả mọi người nhé.